Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đông Phương Giáo chủ Dược sư Lưu Ly -li Quang Vương Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Con xin cung thỉnh Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần. Con xin cung thỉnh Ngài Cựu Niên ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh Chi Thần, Tiêu Tào Phán Quan. Con xin cung thỉnh Ngài Tân Niên Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh Hành Binh Chi Thần, Liễu Tào Phán Quan. Con kính lạy các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch, táo quân, chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa giữa nhâm dần niên và quý mão niên. Tín chủ chúng con là... Hiệp đồng Gia Dương Quyến Đẳng. Chúng con đang trú quán tại Việt Nam Quốc. nhân giờ phút thiêng liêng khi giao thừa vừa tới năm cũ qua đi và đón chào một năm mới tam dương khang thái vạn tượng canh tân nay thì ngài thái tôn thần trên vâng lệnh của ngọc hoàng thượng đế xuống giám sát vạn dân dưới bảo hộ mọi sinh linh tảo trừ yêu nghiệt vị quan cũ về triều cửa khuyết lưu phúc lưu ân vị quan mới xuống thay thế thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc cho chúng sinh nhân buổi xuân mới tín chủ chúng con thành tâm sửa soạn biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần dâng lên trước án cúng dường phật thánh dâng hiến các vị tôn thần đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh trước các vị Chúng con xin kính mời, cựu tân nhị vị niên vương hành khiển trí đức tôn thần, nhị niên tào phán quan liệt vị, ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản sứ thần linh thổ địa, vị hỷ thần, phúc đức chính thần, các vị ngũ phương, ngũ thổ, long mạch, tài thần, chư vị bản gia táo quân và các chư vị thần linh cai quản ở xứ này, chúng con cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật nguyện cho tín chủ chúng con minh niên khang thái vạn sự tốt lành bốn mùa tám tiết được chữ bình an gia đạo được hưng long thịnh vượng bách sự hanh thông ngày ngày hưởng ơn trời ơn phật và chư vị tôn thần ngưỡng nguyện trên chư Phật, chư Bồ Tát, hộ Pháp thiện thần, thiên long bát bộ, ngài đương niên trịnh vương hành khiển, thạch tinh hành binh chi thần, liễu tào phán quan, chư vị tôn thần phù hộ độ trì cho toàn thể thành viên trong gia đình chúng con, mong cho già thì mạnh khỏe, bệnh tật tai trừ, trẻ thì được bình an, làm ăn có tài có lộc, đi đến nơi về đến chốn an toàn mọi nơi. Còn lễ bạc tâm thành, xin kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện, cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng các chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật